Ngày nào Quỳnh cũng nói mà ra bánh canh đi mẹ, ra bánh canh đi mẹ. À là ra cái chỗ cũ mà giờ chỗ cũ dẹp rồi. Dẹp chỗ cũ rồi. Chỗ cũ bị dẹp rồi. Nên không có bánh canh ăn, hèm bánh canh hả? Trời ơi. Ý là cô Quỳnh cho bánh canh á. Bây giờ cơ quán của Quỳnh dẹp rồi. Rồi. Cho tiền em chưa? Đẹp không? Con mấy tuổi rồi? 12 tuổi rồi ạ. Những người mà có một trường hợp bên hội khuyết tật thì chúng ta ngồi. Bye. Ok bye. Yeah, thả luôn mày. Thả tim đi. Thèm bánh canh không? Mày trúng vé số sao Quỳnh? Xỉu. Xỉu à? Mày trúng vé số sao vậy? Em trúng vé số thì em sẽ đầu tư làm thêm một xưởng dao thành rồi. À. Có ra tiền mình sẽ làm được. Thôi vậy chắc em không bao giờ em trúng được rồi. Chưa, nó không có sao. Chính là em này có tiền làm được việc tốt mà. À vậy hả, tốt không? Dạ tốt. Tốt không? Ủa mà hãy có mua vé số. Không, mày đâu mua vé số đâu. Hồi nãy em đi xe với anh em mua vậy. À có mấy tờ, có mấy thằng bé mua vài tờ thôi. Không đáng kể. Xin trân trọng kính mời vợ chồng nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm và chị Quỳnh Quỳnh sẽ lên tặng quà cho quý cô bác ạ. Xin trân trọng kính mời. Dạ còn thiệt không? Sau khi quý cô bác mình nhận quà chắc mình quay về chứ quen quá ha, quen nhau quá rồi. Quá trời. Bé số à? Xong chưa? Xong chưa? Dạ là gì? Rồi chắc xin mời mọi người tiếp theo. Xin mô tả hả? Xin riêng mô tả. Mọi người tiếp theo. Quỳnh nhớ lấy phiếu lại nha. Em nhớ xé phiếu. Chắc nhà anh tiếp bên đội rồi chúng ta lên căn phía dưới để riêng và riêng của mình nha. Để tránh lấy phiếu đó rồi. Những phần quà mà Mạnh Thường Quân đã trao cho các cô chú bên hội người mù á, chúng ta cứ để yên tại chỗ. Bên đây lực lượng sẽ đem quà lên tại trên xe cho các cô chú nha. Quà túi quà cô chú về hả Quỳnh? Vui không? Cô chú này đó đi xe 16 chỗ luôn á mọi người. Phải không? Xe đến mấy chỗ? À 50 chỗ à, xin lỗi em. Dạ, xíu, cô, dạ, xíu, xíu, xíu nữa, bye bye cô chú, bye mọi người. Chắc mấy cô chú không biết mình đâu đúng không? Mà không biết đúng không? À, Trần ơi, Đinh Phụ kìa Trần ơi. Nè Đinh Phụ anh nè. Chú sợ mất á. Sợ mất á, ý là sợ mất á. Điện ba đi hả? Ôm. Sợ bắt cóc hả? Sợ không? Sợ không? À.
Con biết chú không? Biết không con? Biết không? Không biết à? Rồi nắm tay ba chặt nha gái. Giờ mình về đâu rồi anh? Lục Minh là đâu ta? À Lục Quân 2 hả? Biết chứ, bậy biết chứ. Giỡn hoài. Con có đi học không? Học lớp mấy rồi? Lớp 4. Bây giờ tài xế chở mấy anh chị về. Mẹ luôn hả? Đâu mẹ đâu? À, đi xe máy rồi ai chở? Đi phụ rồi chân. Thiền viện Trúc Lâm Long Đức nha mọi người. Trung thu mọi người nhớ ghé nha, trung thu có chương trình hấp dẫn đúng không mọi? Quên cô coi cái gì à? Trời ơi, chết rồi. Sao khóc? Mà bữa có cho, bữa giờ có cho. Chưa cho, giờ nó nhắc biết. À. Trời đất ơi. Nhà nào Quỳnh cũng nói mà ra bánh canh đi mẹ, ra bánh canh đi mẹ. À là ra cái chỗ cũ mà giờ chỗ cũ dẹp rồi. Dẹp chỗ cũ rồi. Chỗ cũ bị dẹp rồi. Nên không có bánh canh ăn, hèm bánh canh hả? Trời ơi. Ý là cô Quỳnh cho bánh canh á. Bây giờ cơ quán của mình dẹp rồi. Rồi. Cho tiền em chưa? Đẹp không? Con mấy tuổi rồi? 12 tuổi rồi ạ. Những người mà có một trường hợp bên họ khuyết tật thì chúng ta ngồi. Bye. Ok bye. Yeah, thả luôn mày. Thả tim đi. Thèm bánh canh không? Giờ về đâu? Trời ơi cháu nội rồi hả? Thôi được rồi, nhà em cháu nhiều lắm, được rồi. Trời ơi, bánh nhiệt tình. À, khách mối. Sao? Vậy hả? Tiếc nuối hả? Vợ chồng Lâm thấy càng ngày càng trẻ chứ không có thấy già. Quá trời. Giờ ai trở về? Giờ ai trở về? Quỳnh có cái bà ngoại, Quỳnh nhớ không? À, không, bà ngoại ngày xưa vô nhà mình luôn. Hay ông xe ôm chở đó nha. Ờ, không biết giờ bà đâu ta? Có không con? Lâu quá không gặp bà. Để thường kìa. Đỡ bà cô lên. Sao? Dẹp rồi, nghỉ rồi. Đi dầm dầm bả nha, lát quay là sao lâu lâu dầm bả nha. Về tới nhà bả rớt tao đi. Rồi, dân quân à. Là
Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.